ông với nhau cùng một chỗ. Em Tony Tiến xin chào quý anh chị bà con nhé. Quy trình chúng ta khắc phục những đàn ông mà bị bệnh thối ấu trùng tuổi lớn đây. Tiếp tục cái nít tiếp theo em đây, sẽ chia sẻ cho quý anh chị. Đây Những cái này cầu này vàng đẹp thế nhỉ? dễ này dễ này Dưới dưới dưới. Anh đang xịt, bắt đầu rồi chúng ta dùng cái bình xịt cũng như cái video trước em chia sẻ nhé. Đàn này lâu rồi của bác Tân cũng được hai cầu thôi à? Đàn này là vay mới khá Tách đàn đó, không phải đàn bữa trước tách đàn hai đàn mà một chúa tù núm với đàn này nhé. Khá khổ bài. Ừ. Mặt lõn này. Ừ, mặt gần ấy này, mặt đây đắp ra gần cái... vít thì gần vít này, ở chỗ vít chỗ không này. Ừ. Quay động mặt mõ à. Quay được rồi ông Tân ơi. Chữa đi á, chữa cho hết cái bệnh thối ấu trùng tuổi lớn đi. Có gì mà, ông là ông mình nuôi lại cả nhà, ông Tân mua nuôi lại mất cho ông mình nuôi lại cả nhà. Mật có rồi, gần vít rồi. Ông Tân nuôi lại mất cho ông mình nuôi lại cả nhà. Con. Ấy, chuẩn bị con chắc khoảng 5 lít nữa rồi. Chuẩn bị con. Lấy con bé tắm vô tam đó, vô xa. Cầu hai cầu hết rồi. Ừ, hai cầu. Một hai cầu mà nhiều mật nhiều hả? Ơ? Bong quay mật vậy mà mật đi chuẩn bị có bịt gần bịt nắp hết rồi thế. Đấy. Đó, mật lên xe ù luôn đấy. Đang có một ít mật khó thôi. Đang bị bệnh nắng quá. Ông thì yếu nhưng mà xương nằm mật. Bệnh nắng. Ừ, cái này nó một vô làm rồi nắng quá luôn, mất nắng có mất nhiều hay đấy, nó mất bịt nắp bên đấy, nó tìm được nguồn hoa. Dính rồi đó. Những giữ lắm, nó bảo vệ mà. Dính à. Ê, quý anh chị bà con thông cảm cái bọn em vừa bị tấn công nhé. 4 người bị 3 người dính này. Nên tai nạn nghề nghiệp là bị nhiều lắm, thì thường nó hay chơi vào mắt thôi. Rồi, tiếp tục chương trình bọn em sẽ xử lý tiếp cái ổ này nữa nhé. Để quý anh chị bà con chúng ta cùng xem là em sẽ kết thúc video ở đây. Đấy, bà con thấy là anh bắt đầu tiếp tục anh xịt cho nó. Sao bác Tân là toàn hai ổ hai cầu hết à? 4 ổ đây toàn là hai cầu. Ổ đây cũng mất. Đó là bị mất chú. Mất chú à? Ừ. Nó tách đàn đấy sao mà mất chú? Con gì ăn à? Ờ, xây nó xây cấp tạo nhiều nhé, dưới đít đi nên là nam nó yếu, cả mày yếu này mà có không có chết không, còn chết không, có cung rồi. Mới quay mặt khả năng bị vấn đề gì nhé, nó sao mà anh chờ khả năng kẹp à, quay mặt khả năng bị kẹp bị mấy chú răng ấy. Rồi, anh đã kiểm tra đàn này xong rồi, cũng tránh video dài thì em cũng xin phép dừng ở đây nhé. Đàn này nó bị mất chú, anh thì vừa hiện tượng kiểm tra nó bị mất chú đó. Thì anh đã kiểm tra xong và xịt cái cách chữa của chúng ta thì dùng cái kháng sinh của chúng ta để chống ong nó bị thối ấu trùng tuổi lớn. Thì tiếp video thứ hai này em cũng xin phép dừng ở đây nhé. Thì chia sẻ những cái kinh nghiệm về mà chữa được cái hiệu quả thì mời bà con xem cái này. Thì hay hữu ích hãy chia sẻ, và bà con nào bị bệnh thối ấu trùng lớn hãy áp dụng theo cái phương thức của em là dùng cái chai 10cc này thì và pha với 2 lít nước nhé. Kháng sinh này chúng ta sẽ chữa được, khắc phục được cái đàn ong. Rồi em xin phép dừng ở đây. Xin quý chị xem hay bổ ích thì hãy chia sẻ giúp cho Tony Tiến những video này cho bà con chúng ta cùng biết để cái cách chữa thối ấu trùng tuổi lớn và chúng ta cho đàn ong phát triển nó mạnh nhất.
để thu hoạch được lượng mật nó bội thu. Rồi, em xin chào, hẹn lại bà con những video tiếp theo ạ.